Mình các bạn đến với kênh Manoji Vlog. Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm con cong với Rubik's Snack 48. Thì cái con cong này nó khá là đơn giản và các bạn chỉ cần chú ý quan sát mình làm một lượt thì các bạn có thể làm theo được. Rồi, sau khi các bạn đã scramble cái cục Rubik's Snack 48 này rồi á thì các bạn đặt Rubik một cầu bên trái hướng lên như vậy cho mình nha. Mình sẽ làm từ bên trái sang phải. Chúng ta bắt đầu với ô đầu tiên nha các bạn. Ô đầu tiên các bạn sẽ lên cho mình một lần, hai lần. Rồi tiếp theo các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, 4, ô số 4 nè. Các bạn xoay về phía sau mình một lần. Tiếp tục các bạn đếm những ô tam giác hàng ngang nè. 1, 2, ô số 2 nè các bạn. Các bạn xoay lên cho mình một lần. Rồi tiếp tục các bạn đếm cho mình. Các bạn đếm cho mình ô tam giác hàng ngang nha, những ô tam giác hàng ngang 1, 2, 3, 4, ô số 4 nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần. Đó, rồi tiếp tục các bạn hướng về ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm ô tam giác đầu tiên cho mình nè. Các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Đó, rồi tiếp tục mình hướng về những ô tam giác hàng ngang nè các bạn. Các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần. Rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần, hai lần. Rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng dọc nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần nè, hai lần nè. Sorry các bạn nó hơi dài tí nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần nè, rồi hai lần nè. Đó, rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng dọc nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần nè, hai lần nè. Đó, rồi tiếp tục những ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần nè, hai lần nè. Rồi tiếp tục đến những ô tam giác hàng dọc, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần, hai lần. Đó, rồi đến đây thì nó hơi vướng một tí nhưng mà không sao, chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa thì nó sẽ khớp thôi. Các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần. Đó, vậy là nó đã khớp. Rồi chúng ta hướng Rubik là như thế này ha, các bạn đặt như vậy là đúng nha các bạn. Rồi các bạn đặt Rubik để như vậy là đúng nha. Rồi tiếp tục các bạn nhìn những ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần nè, hai lần nè. Rồi tiếp tục những ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Rồi tiếp tục nhìn những ô tam giác hàng ngang á, ô đầu tiên nè, các bạn xoay lên cho mình một lần. Đó, rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhìn những ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm cho mình nè, 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần. Đó, như vậy là đúng nha các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta nhìn những ô tam giác hàng dọc nè, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần. Rồi tiếp tục mình nhìn những ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, ô số 3 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần. Rồi tiếp tục mình hướng về những ô tam giác hàng dọc nhé các bạn. Các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, 4, ô số 4 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần. Rồi tiếp tục các bạn hướng về ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nhé, các bạn xoay xuống cho mình một lần, hai lần. Đó, rồi tiếp tục những ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay xuống cho mình một lần. Thì khi các bạn xoay xuống đây thì nó hơi vướng một tí nhưng mà không sao, các bạn làm một bước này nó sẽ khớp thôi. Mình nhìn ô tam giác hàng ngang nhé, các bạn đếm cho mình 1, 2, 3, 4, ô số 4 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần, đồng thời các bạn đẩy vào trong. Đó, vậy là nó đã khớp rồi đó các bạn. Tiếp tục mình hướng về mặt những ô tam giác hàng ngang nè, các bạn đếm cho mình 1, 2, ô số 2 nè, các bạn xoay lên cho mình một lần nè, hai lần nè.
Rồi tiếp tục những con tam giác hàng hàng dọc nè. Các bạn đếm cho mình 1 2 ô số 2 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Rồi tiếp tục mình hướng về mặt những con tam giác hàng ngang nè. Các bạn đếm cho mình 1 2 3 ô số 3 4 sorry các bạn. 1 2 3 4 ô số 4 nè. Các bạn xoay vào trong cho mình một lần. Đó, vậy là chúng ta đã hoàn thành được con cong rồi đó các bạn. Khá là đơn giản phải không? Chỉ cần chúng ta chú ý quan sát là chúng ta sẽ làm được nè. Mình mong là tất cả các bạn khi xem video mình hướng dẫn sẽ làm được con cong nhé. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy like và subscribe kênh mình nhé. Mình chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh Minuzi Vlog. Cảm ơn các bạn.